nếu xét về đóng góp vào những bàn thắng của đội chủ quản, Messi cũng vượt trội hơn CR7. Messi ghi được 24 bàn và kiến tạo 16 đường truyền thành bàn trong 31 lần ra sân cho Barcelona trên mọi đấu trường. Còn siêu sao người Bồ Đào Nha ghi nhiều hơn Messi một chút, 25 bàn, nhưng chỉ đóng góp vỏn vẹn với 2 đường kiến tạo trong 32 lần ra sân cho Juventus. Rõ ràng Messi vẫn áp đảo CR7 ít nhất ở những con số được nhắc trên sân. Cùng khám phá lại video Ronaldo và Messi đọ tài sút phạt mang về chiến thắng cho đội nhà. Hãy nhấp vào link đăng ký kênh thứ hai của chúng mình được đặt ở dưới phần mô tả để ủng hộ cho kênh cũng như theo dõi những video tiếp theo nhé. Ronaldo và Messi đang là hai cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hiện nay. Cả hai đều thể hiện một hiệu suất ghi bàn cực kỳ đáng nể mà nhiều cầu thủ phải mơ ước. Nhưng không chỉ có vậy, ngoài bản năng sát thủ siêu hạng, CR7 và M10 còn có một vũ khí vô cùng đáng sợ, đó là những cú đá phạt hiểm hóc. Với Ronaldo, khả năng xuất phạt của anh rất đa dạng khi có thể dùng mu hoặc lòng trong để thực hiện những pha đá phạt hàng rào. Chính vì thế, những cú xuất phạt của CR7 rất khó đoán. Còn Messi, anh thường sử dụng kỹ thuật cứa lòng đưa bóng vào góc cao khung thành với độ xoáy và cong ấn tượng. Và bây giờ, hãy cùng điểm qua những pha đá phạt thần sầu của hai siêu sao xuất sắc nhất thế giới này. Kể từ sau World Cup 2018, Ronaldo gia nhập Juventus và liên tục trượt các quả đá phạt. Nhưng lần này cú sút phạt của siêu sao người Bồ Đào Nha đã khác hẳn so với những pha dứt điểm lần trước. Một cú đá kiểu knuckleball không dựa vào quá nhiều sức mạnh nhưng có độ xoáy vừa đủ khó và đi vào góc cao khiến Salvatore Sirigu không cản được dù cố với tới bóng. Rạng sáng ngày 7 tháng 10 năm ngoái, Barca nhấn chìm Sevilla với tỷ số 4-0 ở vòng 8 La Liga. Siêu sao Lionel Messi đóng góp một bàn thắng cho đội chủ sân Camp Nou khi tạo ra siêu phẩm đá phạt trong hiệp 2. Ở trận này, Sevilla chuẩn bị mọi phương án trong việc dựng hàng rào để đối phó với Messi trong hiệp 2. Họ bố trí một cầu thủ đứng phía sau hàng rào nhằm ngăn chặn nguy cơ Leo thực hiện pha sút chìm. Sevilla thậm chí còn dùng một cầu thủ đứng ở góc chết bên cánh trái khung thành của thủ môn Thomas Vlahovic. Tuy nhiên, cú sút phạt của siêu sao số 10 quá hiểm hóc, trái bóng ghim thẳng vào góc chữ A của khung thành Sevilla. Thủ thành Thomas Vlahovic bay người hết cỡ nhưng vẫn không thể cứu thua. Tiền vệ Daniel Carrico dù lùi về ngay khung thành để tham gia hỗ trợ vẫn bất lực trước siêu phẩm Leo tạo ra. Ronaldo đã có một trận đấu không thể tuyệt vời hơn trên thánh địa Allianz Arena khi lập được một cú đúp góp công giúp Real Madrid nhấn chìm Bayern Munich với tỷ số 4-0, qua đó chính thức giành vé tham dự chung kết Champions League mùa giải 2014-2015. Và cái cách siêu sao người Bồ Đào Nha kết liễu hùm xám không thể hoàn hảo hơn khi anh thực hiện pha đá phạt hàng rào đầy tinh quái. Đoán biết hàng rào đối phương sẽ nỗ lực bật cao để ngăn chặn cú đá sở trường của mình, Cristiano Ronaldo tung ra cú sút bóng sệt lọt dưới chân của các cầu thủ Bayern rồi đi thẳng vào lưới trong sự bất lực của Neuer. Mùa giải 2017-2018, Messi cũng có một pha đá phạt tinh quái như vậy. Trong trận Barca hủy diệt Girona 6-1 trong một tình huống đá phạt từ khoảng cách hơn 20m, M10 đã dứt điểm chìm, vượt qua một rừng chân và bay thẳng vào góc xa khung thành thủ môn Bono. Ở bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 trong trận đấu với Wolfsburg tại cúp C1 mùa giải 2015-2016, Ronaldo đã khiến sân Bernabeu dường như nổ tung khi xuất phạt đưa bóng qua đúng khe giữa của Nando và Guilavogui rồi đi về góc chết, hoàn thành cú hat-trick trong trận đấu, qua đó giành vé vào vòng bán kết Champions League.
Trong cuộc đụng độ Deportivo de la Coruña tại La Liga hôm ngày 8 tháng 1 năm 2011, Messi đã thực hiện một siêu phẩm đá phạt khiến cả cầu trường nổ tung. Người gác đền bên phía đối thủ khi ấy chỉ đứng trong khung gỗ cho có lệ. Đó là bàn thắng siêu tiền đạo xứ Tango ghi được vào phút 52, cũng là pha lập công mở tỷ số của trận đấu này. Trong trận chung kết FIFA Club World Cup năm 2017, CR7 đã ghi bàn thắng duy nhất giúp Real bảo vệ chức vô địch. Phút 53, Ronaldo đứng trước quả đá phạt trực tiếp, anh tung cú sút sở trường và đầy tinh quái. Hàng rào của Gremio cũng góp phần vào siêu phẩm khi khẽ chạm bóng và làm đổi hướng sau pha dứt điểm của Ronaldo. Từ đó, bóng đi chìm vào góc gần và khiến thủ môn Crow phản xạ trong bất lực. Tại vòng 37 La Liga, Barca đã khiến Espanyol hoảng loạn khi các ngôi sao đội chủ sân Camp Nou nã vào lưới 5 bàn không gỡ. Và Messi chính là người mở màn cho trận hủy diệt ấy với cú sút phạt thần sầu ngay phút thứ 8. Cú sút từ cự ly khoảng 20m của tiền đạo người Argentina đưa bóng đi quá hiểm làm bó tay hoàn toàn thủ thành Paul Lopez bên phía Espanyol. Ronaldo từng là chân sút cự phách ở thời còn thi đấu cho MU. Trong những năm tháng khoác áo quỷ đỏ, ngôi sao người Bồ đã ghi không ít những siêu phẩm đá phạt đẹp mắt khiến Manusians không khỏi trầm trồ. Và đây là một trong số đó, bàn thắng siêu tiền đạo sinh năm 1985 ghi vào lưới Fulham ở mùa giải 2005-2006, khiến cho thủ thành đối thủ chỉ còn cách nhìn theo trong vô vọng. Trong chiến thắng 4-1 của Barca trước Real Betis tại vòng 28 La Liga mùa 2018-2019, Lionel Messi có cú đá phạt hoàn hảo, không cho thủ thành Paul Lopez cơ hội cản phá. Pha đá phạt này nằm trong cú hat-trick của M10 trong trận đấu, khiến cho các cổ động viên Betis khi ấy cũng phải ngã mũ thán phục. Apoel là một trong những bất ngờ thú vị nhất tại Champions League mùa giải 2011-2012 khi trở thành đội bóng đảo Cyprus đầu tiên vượt qua vòng bảng. Tuy nhiên sau khi tiếp tục làm nên kỳ tích khi giành chiến thắng trước Lyon thì với sức mạnh của Ronaldo và các cầu thủ của đội bóng Hoàng gia, Apoel đã phải dừng bước ở tứ kết. Và pha đá phạt thần sầu này của CR7 là một trong những lý do khiến đội bóng của huấn luyện viên Ivan Savanovic không thể viết tiếp câu chuyện cổ tích được nữa. Lionel Messi đã sắm vai người hùng trong chiến thắng 3-0 của Argentina trước Colombia ở trận đấu thuộc vòng loại World Cup 2018 với một bàn thắng và hai kiến tạo. Đặc biệt, cú đá phạt hàng rào của Mbunga đã gây sốc trên mạng xã hội Twitter. Messi đã thực hiện cú sút bằng chân trái đưa bóng vào góc cao bên phải khung thành của Colombia. Thủ môn Ospina dù bay người hết cỡ nhưng cũng không thể cứu thua được. Bạn ấn tượng với siêu phẩm đá phạt nào của hai siêu sao này? Hãy chia sẻ xuống phần bình luận cho chúng tôi biết nhé. Cảm ơn vì đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.